Alo, chị Lê xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh của chị Lê TV nhé. Bữa nay là ngày mấy rồi? Nay là ngày ngày 5 Tây tháng Giêng năm 2022. Thì bạn còn nhớ là cách đây khoảng 2 tuần mình ngày 14 thì tháng 12 năm 2021 á, mình có chia sẻ cho các bạn một cái video nói về sự lạm phát tại nước Mỹ. Và sau ngày 14 tháng 12 á, thì ông Federal Reserve, tức là ông Powell á, có một cái meeting, và cái ngày hôm đó là ông không có tăng tiền lời, và cái sự lạm phát nó rất là cao trong cái tháng đó là khoảng 6.6%, nhưng mà ông không có tăng tiền lời nha bạn, cho nên thị trường chứng khoán tại New York nó lên trở lại. Nhưng mà ông có cảnh cáo là năm 2022 ổng sẽ tăng tiền lời 3 lần, thì bây giờ là đúng đúng hơn 2 tuần rồi, ổng sẽ cuối tháng này nè, tức là cuối tháng Giêng năm 2022 ổng sẽ quyết định có nên tăng tiền lời hay không. Lý do tại sao cái lần trước ổng không tăng là vì cái kinh tế nước Mỹ đang phát triển trở lại, và cái con vi khuẩn Omicron đó, nó xuất hiện tại tại nước Mỹ, cho nên ổng lo sợ ổng không dám tăng tiền lời. Nhưng mà lần này ổng sẽ tăng tiền lời, tại vì cái sự lạm phát quá cao, cho nên mấy ngày nay thị trường chứng khoán rớt rất rất là nhiều nha các bạn. Như chẳng hạn như bữa hôm nay nè, là cái thị trường chứng khoán cái Dow Jones nó rớt xuống tới, để mình coi nha, để các bạn đợi chút nha, mình coi coi thị trường chứng khoán bên này rớt bao nhiêu. À, thằng Dow nè, Dow rớt tới 300 mấy lần, em mình đem mắt kiến vô cho nhìn thấy rõ. Dow Jones à, rớt tới 392 điểm. Thằng Nasdaq nè, tức là về kỹ thuật á, rớt 522 điểm, còn S&P 500 rồi là rớt 92 điểm, 93 điểm. Đó, đó là người ta lo ngại về vấn đề ông Powell, tức là ông Federal Reserve á, ông sẽ tăng tiền lời lên. Đó, rồi người ta nói có một lý do nữa là người ta nói là năm nay là cái sự phát triển kinh tế của nước Mỹ đó, nó chậm chứ không không có tăng các bạn, cho nên người ta lo ngại, và tất cả những cái công ty chứng khoán đó, nó overpriced, tức là quá mắc, cho nên người ta phải phải bán bớt đi, không người ta lo sợ người ta bán, bữa nay bán tháo bán đổ quá trời, ngày hôm qua cũng bán rất là nhiều. Thì cái video này mình chia sẻ cho các bạn là cách kiếm tiền trong thị trường chứng khoán, và mình có thêm một số tiền để chi tiêu, chẳng hạn như các bạn có thể cần một số tiền đi du lịch nè, hoặc chi tiêu thêm cho gia đình đó cũng đỡ lắm. Thì mình có kinh nghiệm đầu tư về chứng khoán cũng trên 20 mấy năm các bạn, mình bắt đầu chơi cái thị trường chứng khoán năm 1995 cho tới bây giờ, và trong khoảng thời gian mình chơi nhiều nhất đó là bắt đầu từ năm 2012 cho tới bây giờ luôn, nhưng mà những năm trước đó là mình không có chơi. Tại vì những năm trước đó là mình tập trung về vấn đề bất động sản, mình mua mua nhà mua đất á, cho nên mình không có chơi nhiều, nhưng mà bắt đầu năm 2012 mà mình chơi rất là nhiều. Đó, thì mình bắt đầu chơi thị trường chứng khoán là năm 1995, và mình có kinh nghiệm không, mình không có học ở đâu á, mình tự học tự tìm hiểu không, rồi để cho các bạn công ty mùa đen nè, bộ đen nè này các bạn. Công ty này thì mình trade với mỗi năm nè, năm ngoái mình trade, năm nay mình cũng trade luôn, trong công ty mình lời được mấy chục ngàn luôn. Rồi bữa nay mình chơi, bữa hôm qua mình bán công ty Tesla nè các bạn, Tesla nè, Tesla mình chơi rất là nhiều lần. Đó, bữa nay nó xuống khủng luôn, các bạn thấy không? Hôm qua mình bán ra 1.182, bây giờ xuống còn 1.088. Đó, bán bây giờ xuống tím rồi, xuống tiếp nè các bạn. Thì công ty này á, là công ty về xe xe Tesla bằng xe điện á. Đó. Ok. Đó là thành quả của mình đã thu hoạch được trong 7 năm nha. Thì những cái năm mà 2013, 2012 trở xuống á, là mình tập trung về vấn đề bất động sản.
Tại vì những năm đó mình không có dư dả tiền bạc, mình mua đất, mua nhà hết trơn á. Cho nên sau này mình có một số tiền nhỏ nhỏ thôi, mình đầu tư chứng khoán. Rồi những năm trước đó nữa, tức là năm 1995 cho tới năm 2000. Những cái năm đó thì năm mấy mấy năm đầu tiên là mình thua, tại vì mình không biết chơi á, sau này mình biết chơi rồi mình chỉ có ăn thôi chứ không bao giờ lỗ á. Đó, thì cái video này mình chia sẻ cho các bạn cách kiếm tiền thị trường chứng khoán ở bên Mỹ. Thì bạn có một số thêm một số tiền để chi tiêu du lịch này, hoặc là ăn uống hàng ngày đó bạn, vài trăm đô cũng được. Mình không có học trường lớp nào nha. Thì bây giờ không có một cái chỗ nào mà dạy cho các bạn cách buôn bán thị trường chứng khoán nha. Không có trường lớp nào á, mình tự tự động mình học phải không? Mình tìm kiếm những cái tin tức của những công ty á, mình phải làm homework, phải tìm hiểu nó mỗi ngày phải không? Nếu mà các bạn mà đầu tư long term á, thì các bạn mua để đó, tin tưởng công ty nào các bạn mua để đó. Còn các bạn mà không có chắc chắn, các bạn phải theo dõi cách mấy ngày các bạn theo dõi một lần nha. Nhưng mà mình thì mình chơi short term, tức là chơi ngắn hạn, cho nên mình theo dõi mỗi ngày luôn. Cho nên khi mà được có một cái mình mua xong mình bán ra liền, đừng có để lâu quá. Bạn để lâu quá nó ăn lợi không. Với lại thì cái stock market nó rất là nguy hiểm, nếu mà các bạn không biết chơi các bạn có thể mất tiền, lúc đó là nhức đầu lắm. Thì cái video này là mình muốn giúp cho các bạn nào mà chưa có hiểu về vấn đề thị trường chứng khoán, mà lần đầu tiên chưa có biết về cái lĩnh vực này, các bạn hãy xem cái video này. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì thắc mắc, các bạn nhắn tin cho để comment ở dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và cái video này là cái video đầu tiên để giới thiệu cho các bạn xem, để hiểu về thị trường chứng khoán tại nước Mỹ, nhất là tại New York. Rồi lý do tại sao, nãy mình nói lý do tại sao mình bán hết cái cổ phần bữa nay không? Tại vì bây giờ là rất là nhiều người, tất cả những người mà quan tâm về vấn đề thị trường chứng khoán, họ nói rằng là 70% trong số đó nói rằng là ông Federal Reserve, tức là ông Powell, ông sẽ tăng tiền lời cuối tháng này. Và cái con vi trùng Omicron nó đang lây lan trên đất nước Mỹ rất là nhiều, cho nên làm ảnh hưởng về vấn đề kinh tế nước Mỹ các bạn. Thì mình nói về vấn đề thị trường chứng khoán là nói về vấn đề chính trị, tại hai cái liên quan nhau, kinh tế và chính trị bao giờ nó cũng đi chung nhau hết trơn á. Và cái lý do thứ hai nữa là tại sao mình bán hết cổ phần hôm nay, cái ngày hôm qua chứ, tại sao mình bán hết. Cũng có một cái lý do nữa là cái stock market đó, bây giờ cái giá nó rất là cao, cho nên nó sẽ rớt xuống đó. Với lại cái công ty cổ phần Tesla nãy mình bán ra, hôm qua mình bán ra, nó lên rất là nhiều, trong vòng có một tuần mà nó lên đến 20%, cho nên mình thấy có lời, mình bán ra hết trơn luôn đó. Đó là lý do tại sao mình bán hết cổ phần bữa nay. Rồi mình hy vọng rằng là stock market nó sẽ rớt xuống xong mình mua lại. Rồi nếu mà các bạn nào mà thấy hứng thú mà tham gia về vấn đề đầu tư về vấn đề thị trường chứng khoán, các bạn có thể nhấn comment ở dưới cái video mình đó. Mình sẽ làm thêm nhiều video về vấn đề trong lĩnh vực thị trường chứng khoán nha các bạn. Rồi cái lĩnh vực thị trường chứng khoán mình đầu tư đó, nó có nhiều cái may rủi xảy ra. Giả sử như các bạn mà làm homework, làm nghiên cứu không có kỹ, các bạn mua nhầm một công ty nó không có tốt á, hôm sau nó xuống rất là nhiều, lúc đó các bạn mất tiền, các bạn nhức đầu lắm, lo sợ không. Rồi khi mà các bạn đầu tư vô bất cứ một công ty nào, các bạn phải phải nghiên cứu kỹ lưỡng và phải suy nghĩ nhiều quá trước khi các bạn quyết định mua công ty đó. Có một số người nói rằng là mình chơi thị trường chứng khoán là cờ bạc, nhưng mà mình không không nghĩ là vậy nha các bạn. Mình đầu tư vào thị trường chứng khoán là một cái cách đầu tư có cơ bản và kỹ thuật. Cái này không phải là casino nha các bạn. Casino là mình lên casino mình bỏ tiền vô mình đánh, mình đặt nó hên xui may rủi mình trúng không. Còn cái này là mình có nghiên cứu rõ ràng, mình có học hỏi nghiên cứu và mình tự đầu tư cho chính mình không. Thì nếu mình biết đầu tư thì mình có một số tiền thu nhập thêm cho gia đình. Ok, mình có một chút chia sẻ về vấn đề cách kiếm tiền để cho thu nhập thêm cho gia đình đó, cho các bạn xem cho vui.
À, nếu mà các bạn thấy video này hữu ích và hấp dẫn, các bạn hãy chia sẻ, nhấn nút like và ủng hộ kênh của Chiller nha. Chiller xin hẹn gặp lại và những video hấp dẫn kế tiếp Chiller TV. Bye bye.